Trong thế giới One Piece có hàng ngàn hàng trăm người ra khơi và tự thành lập một băng hải tặc của riêng mình với một mục tiêu là tìm thấy kho báu One Piece. Chào mừng các bạn đến với Shonen Action. Hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua top 5 người thuyền trưởng tài giỏi và mạnh mẽ nhất nhé. Lưu ý thì đây là ý kiến cá nhân của mình, hy vọng mọi người sẽ không bình luận chửi bới. Xin cảm ơn. Ruffy. Ruffy là người sáng lập và là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Cậu là thành viên đầu tiên tạo nên các thủy thủ đoàn cũng như là một trong bộ ba quái vật của băng nhóm. Ruffy là một trong 11 cướp biển tân binh người ta được gọi là 11 siêu tân tinh. Đó là những tên cướp biển với số tiền thưởng trên 100 triệu berry đã tới Red Line. Ruffy có danh tiếng trên toàn thế giới vì đã gây rắc rối, thậm chí trong số các Yonko, các Shichibukai và thủy quân lục chiến, phạm những hành động được coi là nguy hiểm do chính phủ thế giới. Ruffy đã nhiều lần phạm tội chống lại chính phủ thế giới, cậu đã đạt danh tiếng là thiếu thận trọng và là một trong số trường hợp cậu được cho là điên. Sau khi gây nên sự cố tại Enies Lobby, đi vào và thoát khỏi Impel Down và gia nhập cuộc chiến ở tổng bộ hải quân, điều này cho cậu ta một tiếng tăm và đã phá ba cơ quan quan trọng nhất của chính phủ và an toàn thoát khỏi. Cộng với việc cậu đã đấm bay một thiên long nhân, cho nên cậu đã được gắn danh hiệu phần tử nguy hiểm nhất trong tương lai. Cậu đã ăn trái Gomu Gomu no Mi. Ruffy có vẻ rất tự tin và lạc quan trước cuộc sống, luôn luôn thấy cậu với nụ cười trên môi, ngoại trừ khi chiến đấu. Ruffy cũng ít khi tỏ ra một người khôn ngoan. Vì cậu quan điểm thế giới theo một cách đơn giản và dễ hiểu, nhưng đôi khi cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy các sự kiện vừa qua đã diễn ra và thực hiện các mục tiêu đúng đắn. Nhưng tại thời điểm khác, cậu cũng có thể rơi vào những cái bẫy đơn giản. Tuy nhiên, Ruffy là một thiên tài khi nói đến chiến đấu. Chẳng hạn như khi cậu tìm ra cách để đánh bại cá sấu trên bờ vực của cái chết, làm thế nào để sử dụng Soru từ thị giác, tìm ra một số cách đánh để tránh mantra của Enel, học hỏi mọi thứ mà Rayleigh đã dạy cho cậu về Haki trong một năm. Mặc dù Rayleigh đã nói rằng 2 năm là quá trình quá ngắn ngủi để thời gian để tìm hiểu về Haki. Phượng Hoàng Marco. Phượng Hoàng Marco trước là đội trưởng đội 1 của băng hải tặc dâu trắng. Lý do anh có biệt danh này là do trái ác quỷ hệ Doan thần thoại mà anh sở hữu có thể giúp anh biến thân thành Phượng Hoàng theo ý mình. Anh cũng thể hiện mình là một người nhạy bén trong việc phát giác năng lực của kẻ khác, có thể nhận ra Haki của Shanks tóc đỏ nhanh hơn bất cứ ai trên Moby Dick, cũng như nhanh chóng nhận ra tiềm năng của Monkey D. Luffy. Anh rõ ràng quan tâm, lo lắng cho đồng đội của mình khi cảnh cáo họ lui về phía sau để tránh Haki của Shanks. Là một thành viên của băng hải tặc dâu trắng ít nhất 20 năm, Marco có kinh nghiệm dày dặn về những thách thức và giao tranh. Sau cái chết của dâu trắng và Bogartias ở Marineford, Marco được xem là chỉ huy của toàn bộ băng dâu trắng, chứng tỏ anh rất thông minh và thích hợp với vai trò đội trưởng trước đó như thế nào. Anh cũng có vẻ là một người thích đùa, giả vờ bị thương khi bị đô đốc Kizaru tấn công vẻ mỉa mai, nhưng cũng có thể nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Marco dường như cũng có khả năng đánh giá tài năng của người khác, ngay cả khi đó là một người anh chưa từng gặp như Ruffy. Bởi vì chuyện này cùng việc với Ruffy chặn đòn tấn công dâu trắng của Crocodile, Marco ngay lập tức có hứng thú với cậu. Là đội trưởng đội 1 của băng hải tặc dâu trắng trước kia, Marco có quyền lực cao hơn so với các đội viên trong đội mình. Sau cái chết của dâu trắng, Marco trở thành người có quyền cao nhất trong băng hải tặc dâu trắng. Các thuyền viên trong băng đều nghe theo lệnh của anh khi họ rút quân khỏi Marineford. Anh cũng là một trong số ít những người không bị tác động bởi Haki cực mạnh của tứ hoàng Shanks. Anh là một chiến binh giàu kinh nghiệm, đã từng là thành viên của băng dâu trắng từ thời Goldie Roger. Marco là một trong những nhân vật mạnh nhất trong toàn bộ One Piece, như anh đã chứng thực trong trận chiến, có thể giao chiến ngang cơ với cả ba đô đốc giống như dâu trắng. Anh hoàn toàn có khả năng đánh bại đô đốc Kizaru, Aokiji và Akainu như nhau. Marco cũng có thể là thành viên mạnh nhất sau dâu trắng trong hàng, chính vì lý do này đưa anh trở thành người chỉ huy mới của băng. Doflamingo. Doflamingo dường như sống với tư tưởng có quyền lực là có tất cả. Anh có niềm tin mạnh mẽ vào những kẻ tạo ra nguyên tắc quy luật và anh tin rằng sẽ trở thành người duy nhất có thể sống sót trong kỷ nguyên mới. Và có lẽ vì niềm tin vào kỷ nguyên mới mà anh ta không quan tâm tới những thứ khác như chức vụ thuyền trưởng của băng hải tặc Bellamy hay chủ sở hữu nhà đấu giá con người. Doflamingo cũng đã từng đe dọa sẽ rời khỏi Thất Vũ Hải nếu những yêu cầu mệnh lệnh của chính quyền thế giới không hợp với sở thích của anh hoặc nếu chúng làm phiền anh. Và thực sự anh cũng thực sự không quan tâm lắm về chính quyền thế giới. Mặc dù là một người tin tưởng vững chắc vào kỷ nguyên mới, Doflamingo không giống như thuộc hạ Bellamy của mình. Bản thân anh vẫn có quan điểm mơ về ước mơ dù những ước mơ đó chẳng khiến anh chú ý chút nào. Mặc dù niềm tin của anh là như thế, anh cũng không có vẻ gì phản đối chuyện trở thành vua hải tặc. Doflamingo thiếu các giá trị đạo đức, nhân phẩm của một con người là việc anh quản lý nhà đấu giá con người. Anh không hề hối hận hay e ngại gì khi buôn bán con người làm nô lệ. Tuy nhiên, nếu thời gian ép buộc hoặc rơi vào tuyệt vọng, thì anh sẽ không tra tấn hành hạ đối thủ nữa mà nhanh chóng giết chết đối phương để thỏa mãn cơn giận. Doflamingo coi thường kẻ yếu hơn mình chỉ là những con tốt chứ không phải đồng đội. Anh ta có niềm tự hào về lá cờ của mình và khinh thường ý kiến của những kẻ thất bại trong khi sử dụng nó. Mặc dù không quan tâm tới nhiều những kẻ yếu đuối, nhưng anh ta vẫn có vẻ muốn lập nên một liên kết giữa các tân binh đầy hứa hẹn. Doflamingo dường như đã nhận Bellamy, Law, Vego vào băng của mình từ rất sớm và đối xử với họ cứ như thế đều là anh em một nhà. Khi Bellamy khiến Doflamingo thất vọng thì Doflamingo đã bỏ đi sau khi hành hạ Bellamy chứ không giết. Tuy nhiên, có vẻ như Doflamingo cũng có tình cảm thân thiết với một số thuộc hạ theo mình trong một thời gian dài.
anh đã bày tỏ niềm tiếc nuối, hối hận khi phải bỏ lại Vego và Monet. Anh ấy cảm thấy thất vọng khi biết lo phản bội mình và cũng tiêu diệt 8 thị trấn chỉ vì muốn bảo vệ Baby Fi khỏi những kẻ lợi dụng tính cách độc nhất vô nhị của cô để kết hôn. Shiki. Shiki là một con người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nắm chắc trong tay mọi thứ và luôn nở một nụ cười kiêu ngạo. Dù có bị một bánh lái găm vào đầu, mất đi nửa hạm đội hay cắt bỏ cả hai chân thì nụ cười đó không hề thay đổi nhiều. Hắn rất tài giỏi trong việc tạo lập kế hoạch cũng như thường tìm đến những con người vĩ đại. Shiki từng cố gắng mời Roger vào băng trong một thời gian dài và thậm chí đến cả Dâu Trắng cũng tỏ ra thận trọng với hắn trong vấn đề này. Sau khi Indigo thông báo là tìm được công thức SIQ, Shiki hoàn toàn hạnh phúc với việc chờ đợi, cho thấy tính kiên nhẫn cũng như lòng nhiệt huyết để duy trì kế hoạch của mình. Đôi khi sự tức giận của Shiki làm cho hắn thực hiện những hành động điên rồ và bất cẩn trái ngược với tính cách xảo quyệt của mình. Một mình tấn công hải quân ở Marineford, kết quả là bị giam cầm tại Impel Down và mất cả hai chân. Shiki cũng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, quản lý và phát triển cả hạm đội hải tặc ít nhất 2 lần trong đời, là người đầu tiên được nhận xét là có hạm đội cực kỳ lớn. Ngay cả trong New World, băng Dâu Trắng có tổng cộng là 1.600 cướp biển, có thể coi là một sự so sánh với băng Sư Tử Vàng. Thứ hai là nó có thể lớn hơn nữa nếu Shiki không bị dừng lại quá sớm. Theo Gap, Shiki không phải là loại người thích hòa bình, nhưng cũng phải nói thêm rằng Shiki cũng không dễ bị kích động mạnh mà không sự chuẩn bị kế hoạch trước. Điều này cho thấy hắn có đầu óc và tư duy của một kẻ hiếu chiến. Là một người có sự kiên nhẫn phi thường cho nên hắn hoàn toàn không cảm thấy thất vọng với việc chờ đợi 20 năm nữa để có kế hoạch của mình được hoàn thành. Tùy vào thời điểm, hắn có thể cực kỳ tàn nhẫn như khi hắn giết chết rất nhiều hải quân ở Marineford, bắn những thuộc hạ của mình khi cảm thấy khó chịu, phá hủy ngôi làng duy nhất trên Marvelli để mình chứng tỏ sức mạnh đội quân động vật đột biến của mình để tiêu diệt Biển Đông, vùng biển mà hắn cho là yếu nhất và là nơi sinh ra và chết đi của người đánh bại hắn, Roger. Goldie Roger. Roger được cho là không biết sợ. Những người chứng kiến cuộc tử hình của ông ta thấy rằng ông ta không hề cầu xin mà còn nở một nụ cười trước khi chết. Tính cách của ông ta thường được ghi nhận bởi những người biết đến ông. Nó được cho rằng khá giống với tính cách của Ruffy. Điều này được thể hiện rõ nhất khi ông ta gặp Rayleigh. Roger hỏi ông có muốn tham gia vào băng của anh ta hay không. Mặc dù ông ta không hề có ý tưởng nào về việc băng sẽ có sức mạnh như thế nào, hoặc thậm chí cần những vai trò gì trên thuyền, D.A. tiết lộ thân phận của mình chỉ cho Dâu Trắng, người đã nhận định rằng tính cách của Ace không giống với cha của anh ta. Tuy nhiên, cả hai đều nói rằng sẽ không bỏ chạy trong các trận chiến. Monkey D. Garp tuyên bố rằng Roger không bao giờ bỏ chạy trước kẻ thù để bảo vệ đồng minh khỏi nguy hiểm. Roger cũng là người có tình yêu lớn, những thứ hào nhoáng và cuộc vui trên danh nghĩa vua hải tặc mặc dù cái chết đang đến gần. Trong khi không một lần được miêu tả trong những lần xuất hiện của mình, ông ta có thể trở nên tàn nhẫn với kẻ thù khi ông ta tức giận. Điều đó được chứng minh khi ông ta giết toàn bộ đồng đội của Squad với lý do cá nhân chưa được biết đến. Roger rất dễ nổi giận, ông ta có thể trả đũa cho bất cứ việc gì như việc xúc phạm đến đồng đội của ông, bất kể nó nhỏ như thế nào. Garp tuyên bố rằng cơn giận dữ của Roger khiến ông ta trở nên bạo lực, ích kỷ và biến thành một kẻ nóng tính. Nhưng những hành động của ông ta được cho là thuần túy và thẳng thắn như một đứa trẻ, và ông ta đã may mắn sống sót và trở thành vua hải tặc, mặc dù ông ta cực kỳ thiếu thận trọng. Sau cái chết của ông ta, Roger được gọi là vua hải tặc bởi vì sức mạnh chiến đấu của ông ta dường như vô tận. Chỉ có hai người có thể đấu ngang ngửa với Roger trong các trận chiến, đó là Phó Đô đốc Monkey D. Garp, người có sức mạnh to lớn kể trong tuổi già, người đã dồn ép ông rất nhiều lần trước khi ông đầu hàng, và đối thủ của ông là Edward Newgate Dâu Trắng, người sở hữu sức mạnh của trái Gura Gura no Mi và được coi là người đàn ông mạnh nhất thế giới sau khi Roger chết. Ví dụ về sức mạnh của ông ta bao gồm chiến đấu trên mặt đất với Shiki, người dẫn đầu hạm đội hải tặc lớn nhất tại thời điểm đó, và chỉ dùng một tay là có thể đánh bại quân đội của nhiều quốc gia. Một minh chứng khác cho sức mạnh của ông ta trong thực tế là phó thuyền của ông ta, Silver Rayleigh, người có thể đánh ngang ngửa với Phó Đô đốc Kizaru mặc dù tuổi đã già.